Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận chung kết bóng chuyền nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền nữ của xã Kha Sơn và đội tuyển bóng chuyền nữ của xã Thanh Ninh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Bình năm 2022. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của xã Kha Sơn phía gần màn ảnh các bạn trong trang phục áo xanh và các cầu thủ của xã Thanh Ninh phía xa màn ảnh các bạn trong trang phục áo đỏ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ở đây cái kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Ở giải đấu này thì ban tổ chức đã có người đọc bình tỷ số. Sau đây mình xin phép được nhường lời bình luận cho ban tổ chức. Thank you.
số điểm Nguyễn Thanh Ninh 6-7. Thank you.
kia. Nhìn cái bóng tốt đội tuyển Việt Nam đi về một rơi bảy. Ba sơn có bóng hảo tuyển Việt Nam đi về hai rơi bảy. Điểm trên thanh tinh 13-17. Đánh bóng chưa qua được hết. Điểm trên thanh tinh 14-17. Rồi. 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 Rồi
Thanh Ninh đánh bóng ra ngoài, điểm cho Gia Sơn 20-18. Thanh Ninh đỡ bóng ở điểm cho Ca Sơn 22-19. Đội Thanh Ninh trận đấu tiếp tục. Bóng chưa qua lưới, đổi điểm cho Thanh Ninh 20-22. Hai đội tạm nghỉ, đổi sân, thi đấu là 2-2.